Xin chào tất cả các bạn, hiện nay trên tay mình đang là một chiếc loa mới của nhà sản xuất Divin. Đây là tên là Airbeat 10. Thì cái tên Airbeat này nó có nghĩa là như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc loa này để các bạn có thể biết thêm về công dụng của nó. Đầu tiên thì chiếc loa này, đây là một chiếc loa mà chúng ta có thể tránh được nước, tức là chỉ là cái nước vẩy thôi mà các bạn không có thể nhúng hoàn toàn chiếc loa vào nước. Mình xin lưu ý cái điều đó. Thứ hai là chúng ta có một cái suction cup, hay là một cái miếng cao su để chúng ta có thể gắn vào bất kỳ một cái bề mặt nào đó. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Và cuối cùng đó là cái khả năng đó là gắn vào những cái xe đạp để chúng ta có thể vừa tập thể dục mà vừa có thể nghe nhạc. Thì chiếc loa này họ nhắm tới cái đối tượng người dùng là những người trẻ và chúng ta muốn sử dụng ở nhiều nơi. Thì nó có Bluetooth, Super Bass, Speakerphone, tức là chúng ta có thể sử dụng để đồng thời rảnh tay, và có cái thời lượng pin khi mà chúng ta sạc đầy được sử dụng là 6 giờ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khui hộp để các bạn xem. Đấy, mình mở cái này ra thì phía trong là có chiếc loa chúng ta rất là nhỏ nhắn. Thì tí nữa mình sẽ nói thêm về chiếc loa này sau. Những phụ kiện trong hộp bao gồm có một cái hộp nhỏ phía dưới này, thì mình đánh hết cái này ra đây, nó có đơn giản. Thì ở trong cái hộp nhỏ ở dưới này là có những phụ kiện kèm theo cái chiếc loa. Thì mình sẽ mở ra để các bạn xem. Như lúc đầu mình có giới thiệu thì ở đây mình có một cái kẹp, thì cái kẹp này dùng để cắm vào trong cái tay của xe đạp. Chúng ta có một cáp micro USB. Đây, một cáp micro USB, một đầu USB, một đầu micro để chúng ta có thể sạc cho sản phẩm. Chúng ta có thêm một cái đầu, đó là một cái cổng dây với hai đầu là 3.5 để chúng ta có thể kết nối những cái thiết bị sử dụng 3.5 với nhau. Và đây, một cái suction cup, thì tí nữa mình sẽ gắn vào để các bạn xem. Phần tròn cuối cùng còn lại là những cái hướng dẫn kèm theo sản phẩm. Thì hiện nay những cái chiếc loa dạng như thế này của Divin đều có hàng tại tất cả các chi nhánh của Mai Nguyên, các bạn có thể đến và trải nghiệm thử. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc loa Divin Airbeat 10 mới có hàng tại tất cả các chi nhánh của Mai Nguyên với mức giá 840.000. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc loa Airbeat 10 của Divin, và bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái ngoại hình của nó trước để các bạn có thể rõ thêm. Ở phía trước thì chúng ta có một cái phần màng loa được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Xung quanh đó là một cái phần nhựa bóng để làm cho chiếc loa này nó trở nên nó có điểm nhấn hơn. Và ở phần mặt trước, xung quanh chiếc loa thì là cao su họ làm rất là mềm. Ở phía trên là một cái quai sắt làm rất là cứng bằng kim loại. Ở các cạnh thì ở bên trái chúng ta có một loạt những cái phím điều chỉnh chính của chiếc loa này, như là phím nguồn, cái phím play nhạc, một cái micro để chúng ta hỗ trợ cho việc đàm thoại rảnh tay, và phím tăng nhỏ âm lượng. Ở phía dưới là một cái nắp, thì cái nắp này ở phía trong là được cái cổng AUX, tức là cái cổng tai nghe 3.5 và cái cổng micro USB. Thì các bạn khi mà các bạn sử dụng thì chúng ta sẽ đóng chặt cái này lại như thế này để cái loa có thể chống nước được. Ở cái cạnh còn lại thì không có những cái chức năng nào cả, cũng không có các phím điều chỉnh. Ở phía dưới thì chúng ta có những cái thông tin chính của loa được in vòng xung quanh của một cái đầu vặn. Thì cái đầu vặn này chúng ta sẽ sử dụng để gắn vào những cái vị trí khác nhau. Ở đây mình có hai món phụ kiện, đây là cái món dành cho xe đạp và một cái món khác để chúng ta sử dụng với những cái vị trí khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái của xe đạp trước và mình hướng dẫn cho các bạn xem. Thì các bạn, như các bạn có thể thấy thì chúng ta có thể gắn cái ngàm này vào trong cái tay vịn của xe đạp để chúng ta có thể sử dụng chiếc loa. Và đơn giản là chúng ta chỉ cần vặn như thế này thôi. Đấy, rồi các bạn vặn cứng như thế này thì các bạn có thể gắn vào trong cái tay của xe đạp rất là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp cả. Chúng ta chỉ cần vặn là như thế này, rồi lồng nó vào cái tay của xe đạp là chúng ta có thể sử dụng được. Ở phía trong còn có một cái con ốc. Thì đó là về cái phần sử dụng của cái tay nắm xe đạp. Xin lỗi các bạn, là cái phụ kiện sử dụng cho xe đạp. Ngoài ra với cái phần của cái đầu suction, thì cái đầu này chúng ta sẽ sử dụng với những cái vị trí khác nhau. Thì Divin họ hướng chiếc loa này đến những người dùng, như mình nói là chúng ta sử dụng ở nhiều nơi. Thậm chí các bạn có thể sử dụng trong phòng tắm, quán cà phê, hay là bất kỳ nơi nào các bạn có thể tìm được cái bề mặt phẳng để chúng ta gắn cái suction này lên, cái cục hít. Đây, mình bóp như thế là nó đã dính cứng vào trong cái mặt sàn. Rất là đơn giản. Và nếu các bạn muốn mở ra thì ở phía bên này nó có một cái sợi dây nhỏ, một cái mảnh giấy thôi, trong nó giống như một cái mảnh, thì chúng ta sẽ nhắm giật cái này lên và nó sẽ xúc ra cái loa. Còn nếu bình thường thì các bạn có thể gắn lên những cái vị trí mặt phẳng như là tường, hay là thậm chí là trong cái mặt kính của cái phòng tắm, thì chúng ta dần có thể gắn cái loa này được và chúng ta có thể thư giãn trong bất kỳ một cái giờ phút nào chúng ta muốn. Rất là đơn giản.
Thì bây giờ mình sẽ mở cái chiếc loa này lên và để cho các bạn xem cái cách mà nó hoạt động. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn giữ cái phím nguồn của chiếc loa trong vòng khoảng 3 tới 5 giây. Đấy, nó sẽ có một cái tiếng báo. Thì các bạn chờ đâu khoảng chừng từ 5 tới 10 giây thì cái đèn LED ở phía dưới màu xanh này nó sẽ chớp nhiều một tí, thì nó sẽ có một cái tiếng để chúng ta có thể kết nối với thiết bị. Đấy, và cái tiếng này bây giờ nó đang pair với một thiết bị. Rồi mình sẽ mở điện thoại của mình lên và mình bấm vào pair thử. Các bạn mở Bluetooth lên, chỉ việc scan và nó ra cái thiết bị này thôi. Rất là đơn giản. Rồi, bây giờ mình đã kết nối chiếc loa với điện thoại của mình. Và cái chiếc loa này trên cái hệ thống của Bluetooth thì nó sẽ báo là AirPods 10. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mở nhạc để các bạn xem thử cái chất lượng âm thanh của chiếc loa này qua cái video của chúng ta. Trước tiên thì mình sẽ mở một bài nhạc nước ngoài. Everybody and others, the simple life can make you laugh. Oh, cry, you find it in a deepest friendship. The kind you cherish all your life. Thì các bạn có thể thấy là chiếc loa của chúng ta sử dụng được với rất là nhiều nơi, như là từ phòng tắm cho đến quán cà phê hay là các góc học tập, các bạn đều chiếc loa này đều có thể sử dụng được. Thậm chí là các bạn có thể sử dụng trong quá trình chúng ta tập luyện thể thao, khi mà đi xe đạp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc loa này. Một chiếc loa rất là đa năng với kiểu dáng rất là nhỏ gọn và chất lượng âm thanh khá là tốt. Thì nếu các bạn quan tâm tới chiếc loa này, các bạn có thể đến các cửa hàng của Mai Nguyên, tại vì chiếc loa này đã có trên tất cả các hệ thống của Mai Nguyên. Các bạn có thể đến để xem và cảm nhận thử cái chất lượng cũng như cái khả năng kết nối của chiếc loa này với những cái vị trí khác nhau. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nói chung là